Xin được kính chào quý vị. Xin mời quý vị đón xem bản tin thời sự trong nước và quốc tế diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng vào bản tin để đón xem tin tức mới nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chính thức từ ngày hôm qua, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là Chaba. Thông tin mới nhất, cơn bão này đã giật lên cấp 13, sức gió mạnh nhất giật cấp 12. Trên đất liền, Bắc Bộ cũng có mưa do ảnh hưởng gián tiếp từ bão. Hiện nay các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định còn có tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão trong 24 giờ tới. Cụ thể, dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và tiếp tục mạnh thêm. 1-2 ngày sau đó, bão chủ yếu đi theo hướng Tây Bắc và có thể mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vị tuyến 15-21 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111,5-116,5 độ Kinh Đông. Các tàu thuyền ở khu vực này cần nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nếu gặp sự cố, cần liên hệ ngay với tần số 7903 km để được hỗ trợ kịp thời. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, chủ yếu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10-15 km. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 150 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62-74 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24-48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vị tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 106,0-114,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 210 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 từ 339-49 km/h, giật cấp 8. Trong 12-96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15 km và có xu hướng suy yếu dần. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, chiều cường. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vừa gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5-7 mét, biển động dữ dội. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Ninh Bình cần đề phòng sóng lớn kết hợp chiều cường gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động mạnh. Tin mới nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 18 CTQG gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban Chỉ huy 4 tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định khi có tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm. Hiện nay, bão số 1 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới di chuyển theo hướng Bắc, Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm và diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản, hiện nay các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định còn tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão trong 24 giờ tới. Để đảm bảo an toàn tàu thuyền, tránh thiệt hại đáng tiếc, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nội dung sau. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, kiểm đếm các tàu đang trong khu vực nguy hiểm bằng mọi biện pháp, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú, báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện từ Ban Chỉ đạo trước 6 giờ 30 phút và 17 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ trưởng ban.
đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng của các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Thứ hai, tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đã hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn neo đậu thuyền tại bến. Thứ ba, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Thứ tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Thứ năm, Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực, đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Thứ sáu, các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Thứ bảy, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin truyền thông về diễn biến áp thấp nhiệt đới và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả. Thứ 8, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, bù lại mưa xuống giúp cho bầu không khí trở nên mát mẻ, nền nhiệt cao nhất vào ngày mai ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh thành khá dễ chịu là từ 27 đến 32 độ C. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về tình hình diễn biến của ảnh hưởng cơn bão Chaba. Chúng tôi sẽ còn trở lại ở phần sau với những dự báo chi tiết hơn về diễn biến thời tiết ở các tỉnh thành Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Bắc Bộ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay đến ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết mát mẻ, ban ngày có lúc hửng nắng, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác cục bộ, có nơi mưa vừa mưa to. Từ đêm ngày mai mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 3 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 mở rộng tại miền Bắc diễn biến phức tạp, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm ngày mai mùng 2 tháng 7 đến đêm ngày mùng 7 tháng 7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa nhiều về chiều, trong khi miền Trung giảm nắng nóng thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông. Cụ thể, thời tiết miền Nam mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 7, mưa giảm, khu vực chỉ còn mưa rào. Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông tương tác với gió Tây Nam mạnh đang là hình thế gây mưa nhiều cho Tây Nguyên, Nam Bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão nên gió Tây Nam trên vùng biển phía Đông của Nam Bộ duy trì cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Từ ngày 3 tháng 7, có xu hướng giảm dần xuống mức cấp 5, giật trên cấp 5. Vì vậy, những ngày đầu tháng thời tiết diễn biến rất xấu, có mưa rào và dông, đề phòng vòi rồng và lốc xoáy. Dự báo đến chiều tối ngày 1 tháng 7, mưa vẫn xảy ra trên diện rộng. Khu vực miền Đông Nam Bộ, gồm thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa có thể vượt 50mm trong vòng 1 đến 2 tiếng. Cơ quan khí tượng cảnh báo đề phòng ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, rạch. Tuy nhiên, mưa nhiều tập trung về chiều, còn buổi sáng đến trưa thì trời vẫn có nắng. Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ trong khoảng 30-33 độ C. Đề phòng ngập úng. Ngoài nguy cơ cao xảy ra lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông, mưa nhiều trong thời gian ngắn như vậy còn dễ gây ngập úng các tuyến đường trũng thấp, các đô thị. Khi thấy đường ngập thì quý vị hãy lựa chọn tuyến đường khác hoặc là chờ nước rút hẳn đi qua để đảm bảo an toàn. Trung Bộ giảm nắng nóng. Với miền Trung, Bắc Trung Bộ cũng có mưa nên giảm nóng, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 30-32 độ C. Các nơi khác trời vẫn chủ đạo tạnh giáo, có nắng nóng trong ngày.
nhiệt độ ở mức vừa phải 32-34°C. Khu vực này chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng có nơi nắng nóng. Thời tiết biển, trên biển do ảnh hưởng của bão Chaba, huyện đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, biển động mạnh. Vùng biển quanh huyện đảo Trường Sa cũng cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió cấp 6, giật cấp 7, biển động. Như vậy, dù hoạt động ngoài vùng phía Bắc Biển Đông, nhưng bão số 1 vẫn gây mưa cho Bắc Bộ vì nối với rãnh thấp có trục qua đây. Còn tại Nam Bộ, hoàn lưu bão hút gió Tây Nam gây mưa to cho khu vực. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Hướng di chuyển của bão hướng về khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Mặc dù đã dự báo được hướng đi, tuy nhiên thì bà con cũng không được chủ quan, nhất là 4 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đang có tàu thuyền hoạt động. Hãy đặc biệt theo dõi diễn biến bất thường của cơn bão số 1. Những tin tức mới nhất về cơn bão này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Mọi ý kiến đóng góp gửi về chương trình xin mời quý vị để lại dưới phần comment. Nếu như quý vị cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì xin vui lòng cho chúng tôi một like và đồng thời nhấn theo dõi đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để cùng với chúng tôi không bỏ qua những nội dung tin tức nóng nhất, mới nhất trong nước và quốc tế quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt.